What was that? Nani? Hiya! Hay anh có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì cả. Mà anh chỉ đang đói thôi. Em không có gì cả. Đuổi!
với em. Trả lại cho em. Đi anh. Đồ ăn kiếm dễ thật đấy. Đi về thôi. Bánh này là tao nhìn thấy trước. Tao được ăn trước. Em cũng nhìn thấy mà. Em nhìn thấy trước chứ. Nhưng tao là người chấn của nó nên tao phải được ăn. Em cũng góp sức cơ mà. Phải cho em ăn với chứ. Làm anh ăn thèm vắng nặng, tao phải được ăn trước. Anh phải làm anh rồi, anh phải nhường em chứ. Nope. Làm ơi. Em ăn trước đi. Đi. Em ăn trước hả? Em ơi, quên lấy đi. Hả? Mấy cậu đâu mà chạy hết rồi vậy? We thought you were here to help. We thought you were here to help. Tức này, tại anh im có phải mỗi người một nửa ăn không? Thế anh ấy không cho em ăn, chết tội anh. Mày, tao ra. Pick a winner. Bây giờ có cái gì lấy cái bánh không? Mình không thế. Tao không có cái gì cả. Móc nốt này. Đây. Đấy. Wow. Vẫn chưa hiểu gì. Bây giờ anh sẽ đây này. Okay. They are gonna have to pay for this. Lisa, biết tao là ai không? Nani? What's the matter with you? Mày là ai? Tao là cướp đây! Khỏi đi đây! Thích giận xác đến ạ! Wow! Hey! Ooh! You can smell it! Ooh, ooh, what? Hey, you! Stop! Ah! Ooh! Oh, no! Ui, wow! Xảy ra chuyện lớn rồi! Alo, Ly à, đến giúp chị. Alo, chị Huyền à, có chuyện gì vậy? Chị đuổi theo cướp, chả may bị ngã, đến hỗ trợ chị đi nha. Vâng, vâng, em đến luôn. Ok. Oh, fiddle faddle. Chị sao không? Chị bị chụp chân ngã chạy của chân rồi. Bọn nó là bọn nào? Chị không biết nữa. Nó mặc bộ hề, xong đội mặt nạ vào. Chị Huyền, chị ở đâu?
cẩn thận. Em một súng. Ừ, cái bánh này. Ui, mệt thế. Mày biết cái bánh này mua ở California. Nó gọi là bánh Mỹ. Ôi. Ê, anh em lên xe không? Chia nhau. Mà chứ. Mày cái bánh Merlino. Ăn đi. Bánh đi. Úi dồi ôi. Nó bé thế này thì ăn kiểu gì? Lừa rồi. Này. Em xin nhá. Cầm cả vỏ đi, có gì đó. Úi bánh Merlino. Mà lại là đấy của em thế. Mà lấy được cái bánh California đó. Vì rồi em đi. Great Grumpy Great. Nani? Hai đứa kia. Go, go, go! Civil protection! Watch out! Watch what you're doing! Đầu hàng đi! Chúng mày sẽ được hưởng khoan hồng! Khoan hồng hả? Khoan hồng này! Cho em. Mày sao không? Dạ. Anh bắn nó đi. Vô dụng mày. Đây là đội Rambo nấp này. Nhìn nè. Rồi bỏ đi. Bỏ đi các bạn này. À, đúng rồi, sang đến ạ. Để bánh lại. Chuẩn bị, bắt đầu. Chuyên, chuyên đâu? Chuyên. Bắt đầu. Chuyên, chuyên. Nhìn sang đây, chân bò. Nó chạy. Bắt đầu. Đầu hàng đi, chúng mày sẽ được hưởng khoa hồng. Bắt đầu. Bắt đầu. Mày phải nằm úp. Bắt đầu. Nằm bẹt. Nó mạnh lên. Mạnh lên.
Xe hỏng thì bắt kẹo. Xe hết hỏng này, này chạy trước. Wow. Wow. Oh yeah. Nào, hết cầm không? Gì của em? Anh dài đẹp dài đấy. Cho em xin một cái được không? Mày khen tao đẹp dài. Sao mày cứ nhìn xúc xích? Nè, con tôi đây này. Nhìn chưa? Đây. Mày làm gì đấy? Gì đây? Ui, dê. Không, gì? Không anh. Cho em xin một cái. Ôi, anh ơi, bỏ em ra anh ơi. Bỏ em ra anh ơi. Ôi, anh ơi, bỏ ra anh ơi. Được không? Anh ơi, đây. Rút cái kia. Nhẹ nhàng không thích à? Kia đây. Kia đây. Ôi xuống đây thôi. Mày kiếm ở đâu hay xúc xích như vậy? Thầy có ăn không? Thơm quá thầy ạ. Cay thật. Để cái thằng nửa nạc nửa mỡ nó lừa cho. Ta sẽ đi tìm được thầy. Đợi đấy. La 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 la. Wow. Đúng thằng nửa nạc nửa mỡ đây rồi. Có ăn nửa cái mà ngon quá thầy ạ. Về à? Xúc xích xin cho thầy ăn. Ra cái gác đây. Ăn cẩn thận nhá. Không được. Phải tìm cách cứu thầy. Xúc xích anh lấy đâu đấy? Xúc xích này của đàn em tôi cho. Đàn em ông có phải là cái thằng lùn đùng nói ngọng không? Có phải thằng này không? Trời ơi, ơi, cho anh xin một cái. Ôi, anh ơi, có đúng thằng đấy không? Không, không, chắc vẹn à?
con dao của tôi nha. Đàn em làm thì đàn anh phải chịu. Đừng dậy. Không, không biết đâu. Biết mà ăn hết cả cây xúc xích này à? Đi, không giải thích. Nhã lần không. Đừng đi. Không. Không dạy dỗ đệ tử cẩn thận à. Cái thằng nửa nạc nửa mỡ này dám thích ăn cướp xúc xích của tao không? Đi nhanh lên. Bắt đầu mạnh lên. Nhanh lên. Bắt đầu. Nhìn ông kêu à? Bắt đầu. Thôi thôi, ngồi xuống đây thôi. Bắt đầu. Mày kiếm được ở đâu hai xúc xích vậy? Đầu. Bắt đầu. Kê nào. Bắt đầu. Thôi thôi. Tao ngủ cái đi. Bắt đầu. Bắt đầu. Quay ra. Bắt đầu. Vút 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 vút. Ok. Nào. Nó hẳn đi, nó hẳn đi, nó hẳn đi. Đây là bắt đầu. Đến đây hoàn. Nani?
What's the matter with you? I hold him up. Oh, no. Huh? Okay, okay. Nope. Dừa của cảnh sát à? Em chỉ nhấn thử dưa xem có ngọt không thôi. Em xin lỗi, xin lỗi. Mày ăn dưa xong mày xin lỗi à? Khoa. Ai hốt mà. Dưa vẫn còn. Hả? Kia anh ơi. Kia. Mày, ra đi dưa nào. Vâng. Đây. Về ra nào. Đây anh. Anh ăn đi anh, ngọt lắm. Hey, that's pretty good. Okay, là. Come on, everybody. Hey, you, stop. Go, go, go. Ooh!
Đại ơi. Ôi, ngồi đi. Mày ngồi đây làm gì? Đấy chờ, đấy chờ. Thì mày đâu? Nani? Sợ lắm đại ca, em không cầm được khẩu súng rồi. Mày có phải đàn em của tao không? Sợ lắm rồi. Mày! Chúng mày ăn dưa của tao thì trả tiền cho tao. Không trả, mà còn lâu mới trả. Anh ca lại bảo trọng nhá. Chúng mày lại còn chạy à? No, I still don't want to. Muốn chạy được không? Lại đây! Chúng mày! Tha cho em. À, sao em không dám nữa, anh tha cho em. Đau quá. Chúng mày ăn hết dưa của tao, đưa tiền đây. Em không có. Anh giao tiền không đưa cho anh. Đưa nó hai khẩu súng lại. Nhanh. Lần sau trường khó đập đi nhá. Vâng ạ. Đi đánh như này là tại đánh gà. Có tiền không đi mua không đi ăn trộm. Ê, cái nghề của mình nó vậy. Mình ăn trộm mà mua mất tiền. Đúng là. Bắt đầu. Bán. Nghe này. Bắt đầu đập đầu vào quả dưa ấy. Bắt đầu. Bắt đầu. Cho viên đạn trúng miếng dưa nha. Nghe này. Bắt đầu. Bắt đầu. Em chỉ nên thử xem ngọt không. Mày phải nói. Bắt đầu. Em chỉ nếm thử dưa xem có ngọt không thôi. Bắt đầu. Mày đưa cho tao. Trò chuyện cho đánh giám nhá, khi nào Trần Đức Bo gọi đại chữ đại ca, gọi chữ đại phát là có giám luôn nhá. Bắt đầu. Đại. Ok này. Bắt đầu. Chúng mày. Bắt đầu. Bắt đầu. Ừ, chú bảo xong chú chạy. Xong chó chạy nhìn thấy cũng thao mua tiền chạy. Bắt đầu. Không trẻ mà còn lâu mới trẻ. Anh cả lại bảo trọng nhá. Chạy. Tao không có tiền. Ok này, chuẩn bị bắt đầu. Cho em mua tiếp thuốc em bội, anh đánh đau quá. Nhớ.